Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Đặng Thu Thảo đẹp bí ẩn, hờ hững khoe vai trần gợi cảm tại sự kiện. Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo mang nét bí ẩn và đầy thu hút khi diện sắc đen quyến rũ trong một sự kiện do cô làm đại sứ vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, Đặng Thu Thảo thu hút mọi ánh nhìn khi diện sắc nhung đen bí ẩn quyến rũ trong thiết kế vai ngang với điểm nhấn lông vũ kết thành những đóa hoa và phần tà xẻ cao của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Chiếc đầm này không chỉ nịnh dáng Đặng Thu Thảo với số đo ba vòng hoàn hảo mà còn làm nổi bật làn da trắng đẹp không tì vết của cô. Hoa hậu Đặng Thu Thảo đẹp không gốc chết thu hút sự chú ý đặc biệt ngay khi vừa xuất hiện tại sự kiện. Sự góp mặt của Thu Thảo là điểm nhấn đáng giá cho chương trình. Luôn là tâm điểm trong mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu Đặng Thu Thảo dường như chưa từng để mọi người phải thất vọng với vẻ đẹp của mình. Người đẹp sinh năm 91 luôn cẩn thận và kỹ càng lựa chọn trang phục cũng như cách trang điểm để phù hợp với các sự kiện. Tại buổi ra mắt, Hoa hậu Đặng Thu Thảo ngoài đảm nhận và nói về vai trò đại sứ của thương hiệu, cô còn bật mí về cách quản lý tài chính để trở thành người tiêu dùng thông minh. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ thêm về thương hiệu tiêu dùng để có thể sử dụng thời gian và các tiện ích hiệu quả nhất khi lịch trình của cô luôn bận rộn với các hoạt động xã hội, học tập hay quảng cáo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích video nào, các bạn có thể like hoặc share, nhưng đừng quên nhấn đăng ký kênh miễn phí để có thể theo dõi thật nhiều video thật hấp dẫn khác do chúng tôi cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại.